Xin chào tất cả mọi người. Đã lâu rồi mình không có lên YouTube để quay cho mọi người coi. Vì lúc này mọi người cũng đã biết rồi đó, chúng ta hạn chế đi ra ngoài. Chúng ta ở nhà là chúng ta giữ gìn sức khỏe cho chúng ta và giữ gìn sức khỏe cho cả cộng đồng. Thì hôm nay mình ở nhà được 20 ngày rồi. Buồn quá cho nên sáng mình lấy xe ra, mình chạy ra ngoài đường vòng vòng quay cho cả nhà coi cái hiện tại cái chỗ mình ở. Thì mình đang ở tiểu bang New Hampshire. New Hampshire là một tiểu bang rất là nhỏ nằm ở phía bắc của Hoa Kỳ, ráp danh với tiểu bang Massachusetts, Connecticut and Maine, and rất là gần với lại Canada. Từ đây mình đi qua Canada, qua Quebec thì khoảng chừng 4 tiếng rưỡi lái xe. Qua Toronto, Canada thì mình đi lái xe khoảng 8 tiếng. Từ đây mình lên Massachusetts, Boston thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Xuống với tiểu bang Maine là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mình xuống Connecticut là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và mình tới New York là khoảng 4 tiếng rưỡi. Cho nên New York là một cái tiểu bang rất là thiệt hại nặng nề trong cái dịch corona này. Hiện tại thì tiểu bang của mình có khoảng là 18 người chết và khoảng hơn 500 người bị nhiễm virus corona. Thì rất là điều này rất là buồn cho tiểu bang của mình nói chung, nói riêng và các tiểu bang lớn. Hầu hết như 50 tiểu bang ở nước Mỹ thì các bạn mọi người đã coi tin tức rồi cũng đã biết rồi, bị thiệt hại rất là nặng nề. Tiểu bang của mình chưa có lệnh stay home order, nhưng mình chưa có lệnh giới nghiêm. Nhưng mà mọi người vẫn rất là hạn chế ra đường. Khi ra đường thì mọi người phải đeo khẩu trang và đeo bao tay. Trong trường hợp cần thiết như các bạn đi chợ, dĩ nhiên rồi. Nhà mình có hai đứa nhóc, nó đang tuổi lớn rồi, tuổi teenager rồi, nó ăn nhiều lắm. Mình đi chợ một lần là mình đi một cho một tuần, nhưng mà giữa tuần mình cũng phải đi thêm để mình fill up cái đồ ăn cho tụi nó. Thì mấy đứa nhỏ bây giờ hiện tại nó đang học ở nhà, nó không phải đến trường học. Nó đói thì nó ăn, rồi nó ăn no rồi nó học bài xong rồi nó đói thì nó ăn xong nó chơi. Nói chung là ở nhà thì mình chưa có kiếm được tiền, nhưng mà mình phải ra tiền mỗi ngày các bạn ạ. Nhưng mà đó là tình hình chung của tất cả mọi người, không phải riêng của mình. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, hôm nay thì bầu trời không được đẹp lắm, bầu trời có mây đen âm u và sắp như là muốn có mưa vậy đó. Thì ngoài đường rất là vắng vẻ, các bạn thấy không? Xe thì rất là thưa thớt, mọi người thì cũng hạn chế ra đường rồi. Vì đọc tin trên news thấy là chúng ta đi ra đường thì rất là nguy hiểm bây giờ. Cho nên mọi người cần thiết như đi chợ, đi mua cái gì đó thì chúng ta hãy nên ra đường. Cho nên cái đường thì nó hơi vắng. Đa số tiểu bang của mình thì có khoảng 70% là mọi người đều ở nhà. Cho cái lệnh mà stay home order đó, thì mọi người ở nhà, còn 30% vẫn còn phải đi làm. Những người làm cho chính phủ, những người làm cho các doanh nghiệp nhà nước này kia thì nói chung là làm cho chính phủ á, như nhà băng hoặc là mấy cái tiệm bán đồ ăn to go, bác sĩ, y tá thì 30% số đó là còn phải đi làm. Không biết đại dịch này tới bao giờ nữa, bây giờ hôm nay là ngày 8 tây của tháng 4 rồi. Có nghĩa là còn 3-4 ngày nữa là tới lễ Phục sinh. Thường mỗi năm vào cái dịp này thì trời, thời tiết nắng ấm, rồi mấy đứa nhỏ nó được đi lượm trứng cho cái lễ Phục sinh. Nhưng mà năm nay thì ngoại lệ, tất cả mọi người đều ở nhà, cho nên sẽ không có lễ Phục sinh của cộng đồng mà có lễ Phục sinh ở gia đình. Có nghĩa là mỗi gia đình mình nấu đồ ăn uống chung với nhau chẳng hạn vậy. Như mình á thì là mình nấu đồ ăn, nấu đồ ăn mỗi ngày là cái giết cái thời gian của mình thích nấu cái này, nấu cái kia, nấu cái nọ, nấu món này món kia. Mình nấu món Việt Nam thì nhiều, mấy đứa nhỏ con mình nó có món nó thích ăn, có món nó biết ăn thì nó ăn, có món nó không biết ăn rồi cuối cùng mình phải ăn hết luôn.
mà là cái sở thích của mình vậy á. Rồi mình cứ nấu ăn mình lên mạng mình coi tới coi lui cái video đó, người ta chỉ mình làm sao 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 mình làm theo. Có những lúc mình làm được, có những lúc mình làm thành công, có những lúc mình làm không có thành công. Nhưng mong là thời gian này sẽ trôi qua nhanh. Để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường, và nước Mỹ nói riêng và các nước trên thế giới nói chung là mọi người sẽ có lại cuộc sống bình như bình thường. Hy vọng là mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, hạn chế đi ra ngoài, bảo vệ bản thân mình và cũng giống như bảo vệ cho tất cả mọi người. Và chúc tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe thật tốt để vượt qua cái cơn đại nạn này của toàn cầu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.